Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để giải quyết theo quy định. Theo đó, đơn kháng cáo được gửi từ trại giam. Trong đơn, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Bà Lan cho biết mình có tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB, nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Đồng thời, bà Lan cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. Bị cáo Chu Lập Cơ, Junaki Eric, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square, bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ba bị cáo, nguyên là lãnh đạo ngân hàng SCB, bị tuyên mức án chung thân gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB, bị tuyên mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, trước khi hợp nhất, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham mô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Khi nào bà Trương Mỹ Lan mới khắc phục hết số tiền 673.849 tỷ đồng cho SCB? Chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ, hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay, tương ứng số tiền 673.849 tỷ đồng. Theo tòa, sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng. Cụ thể, hội đồng xét xử căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xem xét nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, thì về thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo lẽ ra phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB, tuy nhiên hội đồng xét xử xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo, các pháp nhân khác được thành lập nhằm để ký hợp đồng vay cho Trương Mỹ Lan. 1.284 khoản vay là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng nên phải buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ 1.284 khoản vay trên cho SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng. Đối với số tiền lãi trước ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án đã báo cáo hạch toán cho SCB nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17 tháng 10 năm 2022, như đã nêu bản chất, khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét.
Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử không buộc các bị cáo bồi thường. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nhìn nhận sai phạm, hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Như vậy, sau khi trừ đi số tiền đã nộp khắc phục, các khoản khấu trừ khác, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ là 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử cũng tuyên sử dụng 1.000 tỷ mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả bị cáo Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, 7, 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong phần xét hỏi và trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, 35 triệu USD và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Bị cáo Lan nói, xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất, đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa, năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua công ty cổ phần Minef đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, công trình trên đã ngưng thi công. Đối với dự án Capital Plus Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỷ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Bị cáo Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài, do đó khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí trả nợ ngân hàng thì phần còn lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng cho biết đối với dự án này, con gái bị cáo đang rao bán 1 tỷ USD, tuy nhiên thực tế đối tác tìm mua chỉ trả với khoảng 360 triệu USD, không có chuyện bán với giá 1 tỷ USD như bị cáo trình bày. Chủ tọa nói, hoặc bị cáo có chứng cứ, tài liệu nào để thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Về ba dự án, công ty Thành Hiếu thuộc tập đoàn công ty Phương Trang đang vận hành, đại diện công ty Phương Trang cho biết việc mua bán ba dự án có giá khoảng 3.500 tỷ đồng không liên quan đến Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà thông qua bà Trương Mỹ Lan giới thiệu, công ty Phương Trang đã bán các dự án trên cho ba cá nhân. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian từ năm 2012 đến 2022, trong đó giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định tội tham ô tài sản áp dụng đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, hội đồng xét xử nhận định tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.